Chúng ta bổ sung như sau. Các em ghi cho thầy hàm thứ nhất tối nay thầy muốn giới thiệu đó là hàm sum if. Đấy, if sum rồi, sum là tổng rồi nhưng mà nó lại là sum if cơ. Thế ta đổi font chữ nhá, cho to lên một tí. Hàm Roman đúng không? Cỡ chữ là 18. Rồi cột cho cột cell của nó là cho cell của nó là 28 cho to. Rồi. Thế bây giờ thầy có một bảng như sau, bảng bán hàng. Đây là A là đội bán. Đấy. Tiếp theo là tên người bán. Tiếp theo là tiền thu được. Thế bây giờ đội bán này chúng ta gõ số thứ tự như sau. Đội bán thì nó lại như này. Đây là số thứ tự 1 nhá, 2 nhá. Rồi các em chọn shift giữ hai cái các bạn kéo cho thầy. Đó, đội bán này. Đội 1 tên người bán là Nguyễn Thị A. Tiền thu được, hôm nay bạn ấy bán được 1 triệu 200 ngàn đồng. Ta cứ đổ, ta cứ coi là đơn vị đồng đấy nhá. Trần Thị Hương bán được 1 triệu 500 ngàn đồng. Bạn này ở đội 2 hay đội 3 đi, kệ nó. Bạn này đội 1 tiếp tục là Nguyễn Văn Bằng. Bạn này tiền thu được trong ngày bán hôm nay. Bạn bán được 1 triệu mốt. Đó. Đội tiếp tục đội 1. Bạn này là Lê Vũ Công. Bạn này bán được 1 triệu 700. Bạn này đội 3. Tiếp tục là Trần Văn Hoan. Bạn này bán được 1 triệu tư. Đây là cái tình huống để giả định nhá. Bạn này đội 4 Nguyễn Văn Minh. Bạn này bán được 1 triệu 500 ngàn đồng. Tiếp tục một bạn nữa đội 3 là Lê Thị Hoa. Bạn này bán được 2 triệu. Đấy. Bạn này đội 2 Võ và Võ Văn Văn Việt. Bạn này bán được 1 triệu 900. Tiếp tục bạn nữa là bạn 4 đội 4 bạn Lê và bạn Nguyễn Văn Học. Bạn này bán được 1 triệu 900. Bạn này bán được 1 triệu 600. Bạn này đội 2 Trần Thị Mà bạn này bán được 3 triệu.
Thì đây là mỗi một người của một đội. Ở đây có đội 1, đội 2, đội 3, đội 4. Thế thì trong đó đội 1 thì có những bạn ở đội 1 thì được đứng số 1, bạn đội 2 đứng số 2, bạn đội 3 số 3 và bạn đội 4 số 4. Thì bây giờ mình mới đặt ra đây là cái bảng thống kê. Bảng thống kê đây thầy ghi là đội bán. Đây là tổng tiền thu. Đó. Bài toán của chúng ta là thống kê những người cùng một đội và in ra tổng tiền bên này. Thì có nhiều cách, ví dụ như là chúng ta phải tính ít đúng không? Nếu bạn nào đội 1 thì ra đúng không? Thế nhưng mà bài như thế thì chúng ta lại phải là so sánh ở đây rồi hiện tên vân vân rồi mới tính tiền bên này. Vậy thì công việc của chúng ta ở đây là chúng ta sẽ bằng như sau. Đội bán thì thầy ghi là đội 1, đội 2, đội 3, đội 4. Thế bây giờ thầy tính tổng ở đây. Cả lớp hiểu chưa các em ơi? Alo. Cả lớp có nghe thấy không? Alo. Các em có thấy không nhở? Trả lời thầy một câu đi, có nghe được không? Các em có nghe thấy thầy nói không? Rồi bây giờ các em đã hiểu cái vấn đề của bài toán chưa? Có nghĩa là thống kê ra đây những người thuộc đội 1 bằng bao nhiêu, đội 2 bằng bao nhiêu, bây giờ ta bằng nha. Cả lớp ghi cho thầy bằng sum if. Đấy, sum nhưng mà lại sum if cơ các em ạ. Cả lớp chú ý nha. Sum if. Bây giờ chúng ta đổi từ D. Cho đến đô la D. Đô la 13. Có nghĩa là giá trị đây là cố định. Cái vùng này cố định. Đấy, nó môi này nhá. Rồi. Sang đến phần thay đổi phẩy M4 cho đến M7 là thay đổi đúng không? Nhưng đây ta chính tính cho đội 1 trước. Vậy ta sẽ nói là M4. Đấy. M4 ta tính cho đội 1 trước, còn những đội 2, đội 3, đội 4 sau. M1 trước nha các em nhá. Rồi. Tiếp theo phẩy. Bây giờ tiền thu được thì nó lại là ở trong vùng này cố định, thì chúng ta lại là đô la h, đô la 4, hai chấm đô la h, đô la 13. Đấy. Mỗi một màu các em nhìn lên là màu nào của vùng nào là các em nhìn thấy nhá. Màu đỏ là ở đây, một ô. Còn hai bên là vùng gì? Đội bán thì xin lỗi, ở đây phải là đô la E. Các em thay vào nhá. Đô la E. Đô la đây cũng là đô la E. Đấy, tức là vùng đội, còn vùng số thứ tự thì thôi. Cả lớp hiểu chưa nhờ? Alo các em.
Trả lời cho thầy bằng mic nào. Có nghe thấy không? Được chưa? Bây giờ ta có enter nhá. Đấy. Và ta kéo xuống. Rồi bây giờ đội 1. 1 là có bạn gì nhỉ? Bạn này. Bạn này cộng vào là được 400. 1 triệu 2 cộng 1 triệu 7 là 1 triệu 9. 1 triệu 9 với lại 1 triệu 1 là thành 4 triệu. Rồi, đội 2 4 triệu 9. Đấy, các em nhìn bằng tay nhá. 2 này. 2 này. Đấy, đúng đủ 4 triệu 9. Đó. Vậy các em ghi cho thầy vào. Cái gì thay đổi thì nó thay đổi ở chỗ M. Còn hai bên là cố định. Đó, cả lớp chú ý nhá. Rồi, công thức trên đây. Đấy, tức là thầy thống kê cái tổng của từng bạn ở bên này, từng đội ở bên này. Đây gọi là sum ít. Được chưa? Đấy. Và chúng ta trang trí cho thầy. Rồi. Thế là chúng ta hiểu đây là hàm sum ít. Rồi tiếp theo là chúng ta sang cái hàm tiếp theo để chúng ta làm nó thì các bạn ghi vào cho thầy nhá. Các em cùng ghi và làm vào thì thầy đợi. Bao giờ xong thì thầy tiếp tục.
Bây giờ vẫn trong bài này, nhưng bây giờ thầy lại có một cái điều kiện sau là tính tổng. Đó, vẫn trong bài này nhá. Lớn hơn tìm những bạn lớn hơn 2 triệu để đính vào, không cần biết đội, nhưng mà cứ bạn nào mà tính lớn hơn 2 triệu thì ta cộng vào. Thì bây giờ các em ghi cho thầy là sum if lớn hơn 2 triệu. Đó, đây là cái lời nhắc thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bằng vào đây cho thầy bằng sum trở thành cáp lốc là sao? Sum if mở ngoặc ra từ H4 cho đến H13. 13 nhá. H4 H13. Rồi các em phẩy cho thầy. Đấy. Rồi. Các em phẩy trên dấu lớn hơn. Đấy. Dấu lớn hơn. Ô điều kiện của chúng ta là n mấy nhỉ? N10. N10. Thì các em cho thầy cái dấu vào đằng trước. Đó. Có nghĩa là tính từ đây đến đây, chỗ nào mà lớn hơn N10 thì cộng vào. Thế nào không có và sao lại không có lớn hơn ấy nhỉ? Để thầy đánh lại nào. Lớn hơn dấu lớn hơn N10. Vùng này lớn hơn này, lớn hơn 2.000, đúng rồi, để này lớn hơn 2.000. Rõ ràng là điều kiện như vậy.
Đây là N9, thầy xin lỗi. N9 vậy phải có một dấu và đằng trước. Ta thử các dấu nha, xem được không nha. Triệu H4 cho đến H13, H4 cho đến H13. Xem nhé, cũng không ra nhỉ. Mình cho luôn nó thành mẹ lớn hơn 2.000 đi, bằng như thế luôn thì không cần cái này. Thử xem ra. Ồ đúng rồi, vậy chỗ này không cần các em ạ. Đây đó, thì ra được 3.000 là Trần Thị Na. Bạn này tính được có mỗi một bạn này lớn hơn, nhưng mà chúng ta mà cho chỗ này lớn hơn hoặc bằng. Đấy, ví dụ chúng ta cho lớn hơn hoặc dấu bằng thì nó sẽ ra sao? 5.000 gồm có bạn đây và bạn đây cộng vào bằng 5.000, bạn Lê Thị Hoa và Trần Thị Na nha. Các em ghi công thức này vào, tìm những người lớn hơn 2.000 thì các em ghi cái công thức như này. Đấy, đấy là trường hợp thứ hai của hàm if. Một cái là if tính theo điều kiện các nhóm, một cái là sum if tính theo điều kiện để lớn một cái. Các em ghi hai trường hợp này vào cho thầy. Cả lớp nghe rõ không hay không mất kết nối rồi nhỉ? Alo các em. Các bạn nghe rõ không? Thế à, rồi các em làm cho thầy hai trường hợp này nhá. Làm xong thì bảo thầy. Để thầy cho ví dụ tiếp theo. Đấy, ta chủ yếu là những cái làm những cái mà chúng ta còn bổ sung thiếu thì chúng ta làm vào. Đây nha, đây là sum if, là cái cả cái dãy này lớn hơn 2.000, lớn hơn bằng 2.000 thì tính được bằng 5.000, là gồm có bạn Lê Thị Hoa và Trần Thị Na. Còn đây là tính theo điều kiện của hai dãy, là tính theo từng đội một thì chúng ta sử dụng như này.
Những bạn ở đội 1 thì tổng bằng 400, những bạn ở đội 2 thì tổng bằng 4 triệu 9. À, bạn 1 thì 4 triệu, bạn những bạn ở đội 2 cộng vào thì được 4 triệu 9. Những bạn, cái bài toán này là hay áp dụng thực tế nhất này. Đấy. Những bạn đội 3 thì được 4 triệu 9, những bạn ở đội 4 thì được 3 triệu 1. Đấy, bạn đội 4 gồm có 1 triệu 6 cộng với 1 triệu rưỡi là bạn Lệ Nguyễn Văn Minh thì ra được 3 triệu 1. Ok, bây giờ chúng ta sang trường hợp đếm. Đây là tổng rồi thì bây giờ chúng ta sang hàm, các em ghi cho thầy đếm số theo điều kiện. Tương tự ở if thì bây giờ mình sẽ bằng ở bên này, ví dụ như là đếm số bạn có bán được trên 2 triệu nhá. Đó. Đó, và mình bằng ở đây. Thay cái hàm này là hàm sum thì bây giờ mình dùng hàm cao ít. Mở ngoặc ra cho thầy bằng cao ít nha, cả lớp đi cho thầy cao ít cũng từ gì, từ H4 cho đến H13 đây rồi, H4 2.H13. Cái này không có đô la đằng trước nhé. Phẩy. Lớn hơn hoặc bằng 2 triệu. Phẩy trên đóng hoặc xuống. Enter. Đó, cả lớp ghi vào. À, đếm được hai bạn, có bạn này, bạn đây được hai. Nhưng bây giờ thầy có thể thay bằng 1.500.000. 1.500.000 thì được 7 bạn. Đấy. Thế là cả lớp đã hiểu vấn đề chưa? Đây là đếm những người mà có vượt một con số cho trước. Đấy là cao ít, và chúng ta đã hiểu được cái hàm cao ít và hàm sum ít. Đây là cái hai hàm hay gặp nhất để chúng ta có thể làm. Rồi hàm là let và hàm right là chúng ta học rồi, đúng không? Về lúc up rồi. Tương tự các bạn có thể học trên mạng về hlookup nhé, bởi vì thầy đã giải một bài tập rồi thì các em cứ thế làm ra cho thầy, và các em giải luôn cho thầy cái bài hôm nay và gửi lại cho thầy. Bài học hôm nay thầy bổ sung cho các em hai hàm sum if và count if. Đấy là hai cái hàm mà chúng ta hay học.
Rồi. Còn cái hàm tính ngày ra thì ví dụ như là ngày hôm nay bằng gì? Thì chúng ta bằng today. Đấy, đây là ngày mà chúng ta in ra. Nha, hàm này là hàm ngày hôm nay. Rồi weekday. Weekday. Bằng weekday. Đấy. Weekday của chúng ta là tuần bao nhiêu nhá? À, weekday của cái ngày, thầy xin lỗi. Weekday của M mấy nhỉ? M14. Đấy. Thì chúng ta tính luôn bằng 4. Đó. Nhá. Hôm nay là tuần thứ tư. Tuần thứ tư của tháng này. Đây là today, còn đây là weekday. Các em ghi vào cho thầy. Ngoài sử dụng các hàm ra thì các em có thể cộng từng ô một. Nó cũng có thể tính được là h nào. Có thể sử dụng công thức này, các bạn có thể ngoặc vào đấy, rồi các bạn có thể chia cho mấy đấy, tùy ngoài những cái công thức mà chúng ta đã tính đấy, chia cho hai chẳng hạn, thì chúng ta có thể làm các biểu thức như thế này, là biểu thức toán học nhân chia cộng trừ các ô. Ngoài ra thì chúng ta đã học các hàm mà thầy dạy rồi. Vậy buổi học hôm nay nó nóng, thầy dạy đến đây nhá. Alo. Hôm nay nóng, chúng ta làm thế này thôi cho vui, vui văn nghệ tí nhá. Nếu mà lúc nào từ giờ đến hôm thi thầy dạy thêm thì thầy lại thông báo cho các bạn để các bạn vào học thêm nhá. Và đưa cái bài này cho các bạn khác cùng học. Alo. Bạn Dung. Nghe nghe thấy thầy không? Chi biết chưa? Bạn Có à, chưa? em
em nghe thế ạ. Thế chúng ta nhớ làm cho thầy đúng cái bài này, bài này dễ thi lắm nhá, bởi vì là kỳ trước có những bạn là thi sum if, cao if rồi d sum d cao đấy, lúc sáng là thầy dạy rồi, bây giờ thầy bổ sung này thì các em phải nhớ là học luôn d max d min nhá, luyện luôn mấy cái bài này cho thầy. Cả lớp nhớ chưa? Alo. Vâng ạ. Vâng, thì cả lớp đồng thanh cho thầy cái. Rồi, bài này chúng ta làm luôn nhá, làm luôn rồi Vâng. gửi cho thầy. Rồi, tối thầy phụ đạo thêm thế không nóng lắm. Hôm nay thầy nóng ơi là nóng. Các em có nóng không? Ở nhà các em chắc ở quê mát đúng không? Nóng Nóng lắm nhỉ? thế ạ. Mai còn nhiệt độ cao hơn. Thôi chúng ta cố gắng. Vì chúng ta học muộn Covid cô Hùng nó mới. Nhưng mà thôi không sao, vẫn đủ kịp. Thầy chào các bạn nhá. Em chào thầy ạ. Thầy chào các em. Vâng ạ.